Ok. Để chúng ta thoát ra vào lại nhé, từ đầu là 2023 đúng không? Ngon, tay ta đã học 2023 nhé. Đó, đây phiên bản nhé, mọi người cài môi trường Đông Á chứ. Cái mỗi môi trường thì nó gì? Có thư viện tiết diện hay là bù lông? Ứng với cả những cái mà mình mở nhé. Ví dụ Đông Á thì là gần tiết diện, giống của mình nhé. Ví dụ thép góc hay thép ống gì đó, là giống của mình. Đây nhá, người vào chọn nhá. Savage Azure này, own full nhá, full là bản quyền. Còn cái này là thiết lập những cái của bản vẽ hay là cái report ấy. Đấy thì mình cứ chọn own với full nhá. Môi trường đâu mà nhá. Ờ thì cài đi, cho nó chờ. Trong bộ cài mình hướng dẫn mọi người cài cái tool mà mình vừa gửi nhá. Đấy, cái tool là hỗ trợ thêm cho dựng hình nhá. Dựng khung, dựng thiết, xong tay ta nó có nhưng mà nó không đầy đủ ấy. Mình vẽ tay cũng được. Nhưng mà đây là hỗ trợ thêm nhá. Đấy nhá, thì người có vào đâu? Một là kích trực tiếp vào đó nhá, hai là có vào ổ C này. Vào view nhá, hiện hiện ẩn lên nhá. Hiện ẩn lên nhá, vào mục Program Data nhá. Chimbo này. Tìm đến Chimbo nhá. Tách trà chắc chờ này, 2023 này. Ai mà mới cài lần đầu ấy thì kích trực tiếp vào để nó hiện ra cái thư mục To Be Installed này nhá. Đấy, có vào đây nhá. Mọi người có vào đây nhé. Có đường dẫn này nhé. Nếu mà chưa có thư mục to be install phải tạo nhé. Create không là cứ trực tiếp vào kia để nó hiện thư mục to be install. Có vào đây nhé. Có cái tool này vào đây. Xong mở lại tay trai nhé. Phát ra vào đấy, cái đường dẫn mình gửi đấy. Đấy, thì chúng ta chọn là Service Azure All Full nhé. Đấy, cứ ấy đi, là mình giới thiệu cái này. Copy hẳn đường link vào ấy. Paste vào Windows R, Windows C ra, copy sang. Chờ đợi đúng không? Chúng ta có 4 mục nhá, tạo mới của nó gì rồi đúng không? Đặt tên này. Đặt tên chú ý không là tiếng Việt nhá. Đấy, chú ý không là tiếng Việt thôi, với cả trừ một vài ký tự đặc biệt thôi. Ở đâu chúng ta đặt ví dụ như tháp 4 chân này là gì này. Đúng không? Nếu có tháp 4 chân này. Số được mà gõ chữ được nha. Đó. Cách được thoải mái nha. Ví dụ mình sẽ thường sẽ đặt nhé, tại vì TechLine rất dễ bị quét bản quyền nhé, chúng ta chuẩn bị nên là đặt theo năm tháng ngày nhé. Thì chúng ta để tránh trường hợp ngày nào chúng ta cũng mở, chúng ta cũng xếp hết một mô hình mới ra ấy. Ví dụ hôm nay là 23, 12, 20 chẳng. Đấy, nhé. Hai bốn chân. Đấy. Thì khi nào mình hạn chế dùng mạng, tắt mạng. Đây, nơi lưu này, place in nhé. Đấy. Mình điều đâu đúng không? Đấy, ví dụ mình đã lưu thư mục dự án thì browser đúng không? Duyệt đến cái bộ dự án dự yết gì đấy đúng không? Đặt vào đấy. Mặc định của chương trình là vào ổ C này, tức là chắc chờ mô đồ nhé. Đấy mình mới tự tạo thư mục ra đúng không? Ví dụ data dự án này, ví dụ thế. Đấy, còn mặc định của nó là ổ C, tức là chắc chờ mô đồ. À, tức là thì có khá nhiều chế độ làm việc nha, có hai chế độ từ từng người vẽ một. Ở tích ở đây đang mặc định nhá là single user nhá, nghĩa là gì, một người làm trên một mô hình. Giả sử trường hợp mà gấp nhá, có nhiều người muốn vào một mô hình phải có multi, nhưng mà multi này phải thiết lập nhá, phải cài thêm tool mà thiết lập, nghĩa là nhiều người vào cùng một mô hình nhá, phải multi user đấy, multi user phải cài thêm tool đấy, còn single nghĩa là từng người làm một, còn multi ví dụ cái dự án nào gấp quá huy động ba bốn anh em vào làm nhá, đấy mọi người khúc. Tốt nhất là một phải có người vẽ khung ra, còn đâu cái dạng giết thì mỗi người chia nhau, mỗi người một khúc dựng nhá. Đấy nhá. Đấy, có hai chế độ nhớ nhá, multi là nhiều người tham gia một mô hình nhá. Thì lúc đấy mạng phải mạng chung, dùng chung trên mạng. Dùng chung một mạng LAN ở trong khu vực này nhá. Rồi một người là máy chủ. Đấy, người chia sẻ dữ liệu ra, quan trọng cái máy đấy phải chia sẻ dữ liệu ra để người khác có thể vào được, truy cập được giống như mình trên đế chế ấy, kiểu nhá, dùng single nhé. Chào tắt Chimo Collect Collection, tắt đi được cho nó nhanh nhé. Đấy, bên phải chúng ta nhé thì là đang giới thiệu của các môi trường làm việc này, các cái thông báo của thứ A nhé. Đấy. Ấn Create nhé. Còn nếu mà Resend là những cái gì giống như những cái mà mình đã mở gần đây nhé, Resend là mở gần đây này. On Model thì giống là lệnh Open nhé, mình đặt các dự án tất cả ở đâu thì mình browser đến đấy nhé.
Đã đạt được online chỉ đến cách ra nó tạo ra là tạo ra cả thư mục nhé, chứ không phải những kép là một file nhé. Cách ra là tạo cả ra một cây thư mục. Xem Moro cái này phải dùng bản quyền. Cái là mình làm một ví dụ làm trên mạng ấy. Làm multi trên mạng ấy, làm multi mạng mọi người không thể ngồi, không cần ngồi cùng nhau được. Không phải bằng nào mà cái này thì phải mua bản quyền. Đấy, cái này thì chắc mình không nói gì. Đấy, đi xem là những cái mình đã mở, dự án đã mở chẳng. On Moro này. Đấy. Thì nó sẽ list cho mình một list các dự án đấy. Đúng không? Đấy. Còn new là tạo mới. Nha. Chú ý chúng ta đặt tên nhé. 23 mình cứ đặt là 5 tháng ngày nhé. Đấy, còn tùy mọi người nhé, quan trọng mình đặt cái này để làm gì, để mỗi ngày mình lưu ra một dự án xem ra, sau một thời gian thì mọi người xóa những cái mà không cần thiết đi, tránh trường hợp mà mình bị xóa mô đồ nữa nhé. Thì mình tốt nhất mình xem ra hàng ngày nhé, ít nhất là 1 đến 2 ngày quán xem một lần này nhé. Thư mục lưu này ấn create nhé. Đó. Copy trực tiếp vào đấy nhé. Cách thứ hai để mọi người vào trong này nhé, muốn import thêm một cái tool như nãy vào trong thư viện nhé. Chúng ta vào cái ô bên dưới này nhé, phím tắt nó Ctrl F nhé, Ctrl F ở nhé. Em vào thư viện, nếu mà ai đã cài rồi ấy, thì nó hiện cái chữ Sun Messer Tool ở dưới đây này nhé. Ở đấy mình cài thêm cái đấy rồi đúng không, đấy, Basic Tool này, đấy cho nó những cái tool cơ bản như này nhé. Đấy anh em kiểm tra có nhé, còn ai chưa có chúng ta vào đây import lại nhé, ba dấu ba gạch nhé, vào trong thư viện này, nhìn lên trên cùng này có dấu ba gạch này nhé, ba gạch là application là asset advanced đúng không, feature này, vào mục manage extension này, extension manager này nhé, đây đúng không, xong rồi anh import rồi thì nó hiện trong này thôi, ấn chữ import nhé, xem import được không. Đấy, xong rồi chỉ đường dẫn đến cái tool của anh nhé. Đấy, tiếp đường dẫn đến cái tool nhé. Đúng không? Ai có rồi thôi nhá. Ai chưa có thì import như kiểu đấy nhá. Tìm đến cái file mà mình gửi đấy nhá. Chỉ đường link vào đấy. Chỉ đường dẫn vào đấy nhá. Còn ai có rồi thôi. Đấy, đây cái cột điện mình thêm vào đúng không? Đấy, phiên bản bao nhiêu này? Extension bản 4.0 này. Nhá. Đấy, chữ import nhá. Đấy, tìm đường dẫn đến mà cái mà ai còn thiếu nhá, bạn kia còn thiếu đúng không? Đấy thì đấy, import đi xong mở lại tagline nhé. Import xong rồi mở lại, nó mà vào rồi nó thông báo mà nó chạy chạy một đoạn ấy nó ok nhé. Đấy, anh em vào rồi thôi, còn những anh em vào chưa được thì với import vừa xong rồi thoát ra vào lại tagline nhé. Đấy. Ai mà có cái đấy rồi thì nó sẽ hiện ra ở trong thư viện nhé. Đấy. 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 Nó hiện lên đấy, nó hiện lên cái chữ Transmission Tower ở trong thư viện Ctrl F nhé. Đây thư viện liên kết. Đây là đây gọi thư viện liên kết. Hiện cái dòng là Transmission Tower Tool yeah. Trong lúc chờ đợi bạn mở thì chúng ta giới thiệu tiếp nhé. Chỗ này thì nó hơi mờ đây. Thì ở đây giao diện chúng ta đây đầu tiên là gì, xem là dự án của mình đi ở đâu nhá. Đấy, thì tách ra tạo ra là vào một Open Model Folder này, file nhé, Open Model Folder nhé. Chúng ta đây tạo ra là gì, cả một thư mục nhé, chứ không phải là gì từng file một nhé. File Open Model Folder nhé, file này ở đây mục này, menu này nhé, Open Model Folder. Thì mình sẽ thấy là dự án mình được lưu ở đâu, đúng không? Đấy, quan trọng nhất là DB1 này này nhé. Đấy là file dữ liệu mô hình, còn bản vẽ nó sẽ lưu ở mục Drawing nhé. Bản vẽ thì mình vẫn phải mở qua tách ra nhé, chứ không mở trực tiếp được ở trong đó rồi nhé, kiểu gì cũng phải mở qua tách ra. Đấy. Cái file dữ liệu của nó là file db1 nhé. Đấy, chính là đây tháp 4 chân này đúng không. Và chú ý nhá, chúng ta copy là copy cả folder nhá, ví dụ một copy sang một máy khác nhé, copy cả này nhá. Và chú ý đừng đổi tên nhá, nếu mà đổi tên folder ở đây phải trùng tên với cả file db1 nhá, không là không mở đâu. Đấy, tên folder và tên file db1 là phải giống nhau đúng không ạ. Đây cái tên này này và cái tên DB1 nó phải giống nhau nhé. Thì mặc định nó giống nhau rồi, chứ khi mọi người ví dụ quen phải quen là copy đi chả, nó đổi tên đi thì đổi tên nó khác đi nhé. Thì chú ý là tên thư mục với cả tên của cái file DB1 là phải giống nhau. Đó. Và chú ý là không đặt tiếng Việt nhá, đường dẫn của nó nhá.
Mọi người định nghĩa nhá, cũng chú ý là không có tiếng Việt đâu nhá. Không có tiếng Việt nhá. Đường dẫn của thư mục dự án cũng không có tiếng Việt nhá. Nên mọi người mở mà đặt vào thư mục tiếng Việt bảo sao không mở được là do là gì? Có tiếng Việt ở trong đó. Này là nhận file folder tiếng Việt không dấu rồi. Còn là tiếng Anh, đặt nào bạn nhá. Nhớ tạo dự án ở trong thư mục tiếng Việt không dấu. Có copy sang bên khác mà mở ra thì chú ý là cái folder đến chỉ đến cũng phải là folder không có tiếng Việt có dấu. Chỉ sử dụng tiếng Việt không dấu thôi nhé. À, ok chưa? Đã đi tiếp nhé. Ở đây thư viện nhé, chúng ta tắt bớt đi cho gọn này. Đúng không? Ở bên phải nhé. Đấy, thanh công cụ bên phải này, những cái tính năng mà mình hay dùng giống như dựng hình này, thuộc tính của đối tượng này, thư viện nhé. Này, thanh đầu tiên là thẻ style nhá. Đấy, dựng hình cột này, dầm này. Đấy nhà đấy, những cái công cụ dựng hình cơ bản nó ở trên này hết nhá. Thứ hai là cái này gọi là vùng nhìn nhá. Đây, vùng làm việc nhá, work area nhá. Người ở trên này nó không thấy cái mờ mờ đúng không? Do cái màn chiếu hơi đấy. Còn đây là một vùng gọi là vùng nhìn đấy nhá. Còn đây là hệ lưới. Bên dưới là những thanh công cụ, ví dụ như đây thanh này là thanh selecting nhé, thanh chuyển mặt phẳng làm việc này, các chế độ truy bắt điểm đúng không, như két và chế độ truy bắt điểm tất cả nó cũng thế. Đấy, đây các lựa chọn này, đầu tiên muốn làm việc được đúng không, người ta phải làm việc với lưới nhá, ví dụ mình định nghĩa cái lưới bốn cạnh thì nó dễ hơn đúng không, thì mình kích vào nhá, kích vào hệ lưới nhá. Để kích vào hệ lưới, mọi người kiểm trước khi kích thì mọi người kiểm tra xem bật chế độ Select Grid ở dưới này nhá, hình cái lưới này, xem bật vào nó chưa. Nếu mà nó bật nó sẽ màu nó sẽ đậm hơn nhá. Còn không bật ý, đây nó sẽ mờ hơn nhá. Đấy, bật nó sẽ đậm hơn ý. Ở nhìn trên này như trên màn hình nó hơi khó. Mọi người không chọn được lưới là biết ngay nhá, ví dụ này. Cứ kích vào kích đúp thuật trái vào lưới nhá. Mà nó ra view quality là không đúng nhá. Đấy là chưa bật nhá. Kích chuột trái một lần nữa này vào cái lưới nhá. Đấy, nó ra cái rectangular grid như này. Nha, đấy anh em bật thử nhá. Nếu mà chế độ bật lưới bật rồi. Để kích vào nó sẽ ra thông tin lưới nha. À, lưới của chúng ta nhá, thì tên đây, đúng không? Rectangular grid rồi đúng không? Anh em đến đây nhá. Đấy, thì nó chia làm hai phần, phần trên là toàn bộ, phần dưới là nhãn. Nha, ví dụ chữ ABC này, M1234 này. Đấy. Ví dụ mình lấy cái kia đi. Đấy là 2967 đúng không? Từ team đến team nhá. Thì mình lấy theo khoảng cách thôi. 2967. Nha, cái này theo cái dưới cùng nhá. 2967 này. 0 này. Thì bắt đầu bao giờ nhá, mọi người gõ 00 nhá để biết này, xem nó như thế nào nhá. Chính là giao điểm. Hệ trục tọa độ đây nhá. Đây, hệ trục tọa độ của nó là 3 phương đúng không? XYZ 3D mà. Đấy, gõ 00 đây để biết này. Nhá, bao giờ phải bắt đầu bằng 0 nhá. Đấy, bắt đầu muốn cách ra bao nhiêu này? 2967 nhá. Khoảng cách lưới nhá. Tự nó sẽ hiện nhá. 2967 bên dưới 2967 này sẽ tạo thành hệ đáy vuông luôn. Đấy, đúng không? Đấy, gõ đây. Không, cách ra, cách nhá, nhớ có dấu cách nhá. Không, tự gõ không nó tự nhảy ra, đơn vị này. Tự đơn vị là của mình nó thêm hai dấu chấm không không mà. Là do thiết lập thôi. Ừ, mình mặc định nhá, mình có thể chỉnh được nhá. Mà cứ gõ vào đi. Đây, chỉnh ra. Ví, à, còn anh em muốn chuyển đơn vị nhé thì file setting option nhé. Cột của mình PDF với cột từ đứng 42m con rồi nhỉ? Tỷ phú vừa rồi nhỉ? File setting option nhé mọi người, mà muốn chỉnh đơn vị này, file setting nhé. Option này. Unit and decimal nhé. Đấy, cho đơn vị chúng ta mm này, bao nhiêu dấu không sau phải. Đặt có bản vẽ tỷ phú đâu nhé.
File setting option. Setting này, option này. Đấy, muốn chỉnh đơn vị nhá thì vào file setting option nhá. File setting option. Đây, đang vào đấy mà. Đấy, muốn không có dấu phẩy thì nhập không đấy. Đúng không? Một cái thì có một đấy, đúng không? Một số dấu phẩy này. Đấy, nhân len nhé. Còn 3 4 tờ thôi. Minimap 1. Ok, không sao. Một cái này về cho mọi người tự thực hành được mà, nó gì. Đúng không? Đây đúng không? Đúng không? Đấy, tự nó nhảy về một số nha, đúng không? Em mới thử đi để không số xem. Mình vẫn muốn để không số để biết nó có lẻ hay không. Ít nhất là để một số nhé. Đúng không? Để một số nhé. Đấy nhá, thì có là 2660 thôi. Từ tim nhé. Đúng không? Nhớ phải cách cho nhé. Nếu mà không cách thì coi như là không đúng. Cái cao độ này, cao độ không này, cái mặt phẳng này. Đúng không? Yeah. Khoảng cách xy là khoảng cách tương đối gì? Khoảng cách giữa các ấy nhá. Còn riêng z là tọa độ nhá. Thực tế ví dụ cao độ âm thì là có âm vào, đúng không? Ví dụ âm 5 mét thì có âm 5 mét vào. Thứ tự lần lượt âm 5 mét này xong không rồi xong rồi tọa độ dương nhá. Đấy, ví dụ mình gõ thử đây đi. Ví dụ gõ những như giống như này nhá, muốn hiện bản vẽ giống như này thì mình gõ đúng các tọa độ này, 0 này, 6 này, 10.63 này, 0 này, 6 này. Đấy nhá, đấy đúng tọa độ thực tế nhá. Cao độ thực tế đấy, 10.630 nhá. Có mm mà. Đúng không? 15.830. Đấy cứ lần lượt thôi. Hai mốt hai tám không cứ modify thử đi nhá, nó sẽ không nhìn thấy ngay đâu nhá, cứ gõ thử đi xong rồi cập nhật sao để cho nó 26780 26780 này, nhớ cách ra nhá, 32130 này, enter cái để biết cập nhật nhé. Ba sáu tám bảy mươi và 40. Ba sáu tám bảy mươi và 40 đúng không? Modify. Đấy, kích vào, nhớ phải kích vào lưới mà ấn modify nhé. Đây. À không, tên lưới mình phải chọn từ trước rồi, mặc định đang chọn trước rồi đúng không? Đấy. Mới file cho mình sửa rồi đúng không? Mình chưa sửa thì nó sẽ sáng ở đây đấy. Và những cái có thêm cái nút tích ý, khi mình sửa cái gì nó có thêm nút tích này, ví dụ có thêm 2000 này ví dụ thôi. Đấy đúng không? Đấy. Nha, những cái ô màu vàng màu dấu tích là mình đang sửa. Còn đã sửa xong rồi thì nó sẽ mờ cái nút modify đi. Đấy, còn cao độ mình có Ctrl A này. Mình paste xuống dưới nhá, Ctrl A, Ctrl xong rồi Ctrl C paste xuống dưới. Ctrl A đi. Ctrl C này, copy nhé. Copy cái tọa độ xuống dưới. Đấy, xong mình gõ lại theo ý của mình. Ví dụ 40.00 đúng không? Đấy, cái này dưới là text thì mọi người gõ thế nào cũng được. Đúng không? 32130. Đây là text nha, nó như là text thôi. Nên là mọi người gõ nào rồi nhé. Nó hiển thị thôi. Có thể gõ dấu cộng trừ vào cũng được nhé. Cái gì? À là cái text lưới này, tên lưới này. Mình cũng có thừa ra chẳng sao, gọi thiếu thì nó viết ngay nhé. Đây ví dụ như này. Đúng không? Nó thiếu thì nó không hiện tên thôi. Một cách hai ra nhé. Là nó text thôi mà. Chú ý là có dấu cách cho nhé.
Đấy nhá, nhớ nhá, xi là khoảng cách nhá, ví dụ nếu mà có hai khoảng trở lên nhá, ví dụ này hai nhân ấy này thì ngồi gọi hai nhân vào nhá thì nó sẽ có hai khoảng nhá. Đấy, hai nhân bao nhiêu, nếu mà các số nó giống nhau ấy thì gọi hai nhân lên nhá, riêng khoảng cách nhá, ví dụ hai nhân 2660 nhá. Đấy, ví dụ thôi, trường hợp mà ví dụ nó muốn chia đôi ra chẳng hạn như này đúng không, muốn có cái ở tim đúng không, thì mình chia đôi cái này ra, ví dụ 2 × 1 = 330 đúng không. Để cho nó dễ tưởng tượng này đúng không? Như kiểu này. Đó. Để có cái tim nhá. Đấy. Có tim trục nhá. Em like rồi mà nó không ra nhỉ. Nó chưa ra, nó chỉ có cái này thôi. Bao giờ tạo mặt đứng mới thấy. Ý là 2 nhân rồi mà nó không ra 3 sọc. Chưa sửa. Chưa quét mặt lưới. Đấy nhá, cái này ok xong rồi nhá. Đấy định nghĩa lưới đúng không? Không có cộng trừ vào trục Z nha. Dấu cộng nó không hiểu đâu nha. Đừng gọi dấu cộng vào. Chỉ gọi dấu cộng vào tách thôi nha. Chú ý nha anh em nha, không được gọi dấu cộng vào ở trong mục Z này nha. Vào mục label thôi nha. Label là cái tách mình thích làm gì để cao độ cao nhất thì mình gọi cộng trừ trong đấy thôi nha. Đấy. Bên dưới của nó thì có thêm mấy cái mục dấu ria như extension là cái đoạn nhô ra này này. Tại sao nó có đoạn nhô ra là do cái đoạn extension này nha. Bên dưới cuộn chuột xuống dưới nhá. Đấy 1000 là ra 1000 này nhá. Đấy những cái đoạn là dâu này 1000 nhá. Đấy gốc là bắt đầu từ gốc 0 đây nhá. Đây. Đúng không? Mình thích dịch tọa độ thì mình có origin này tí thôi. Đây ví dụ nhá. Đấy, ví dụ có hai cột một lúc trong một mô hình nhá, đúng không? Mình tạo hai hệ lưới. Nó giả sử muốn tạo thêm một hệ lưới nữa đúng không? Mình xếp cái này lại. Mình gõ ở trên cùng này nhá, xếp lại nhá. Ví dụ lưới 1 này. Đấy. Xếp lại nào. Lưu lại đây nhá. Đúng không? Đấy, bây giờ mình tạo nha, bây giờ tạo một cái lời mới nữa nhá. Thì ở mục edit nhá, muốn tạo lời mới gọi edit này. Tạo thêm nhá, ví dụ hai cột ạ, vẽ trong cùng một mô hình nhá. Edit này, grid đó. Tạo thêm lời nữa nhá. Đấy, grid ở mục dưới cùng này nhá. Đấy. Grid rectangular grid nhá. Đấy, thì mình thay cái tọa độ đây bằng 0. Có thể loát tập tính cũ ra nhá, loát lấy 1 này, xong có tọa độ đây bằng 0 này. Ấn. Đây. Kích vào đây nè. Nhá. Đấy, kích vào đây mình sửa lại góc tọa độ thôi. Đấy, tích vào một điểm ở trên mô hình nhá. Đấy, có thể tạo nhiều lưới nhá. Ví dụ đây không phải là ấy nữa. Đây. AB nữa là x1 x2 nhỉ. Cũng không vấn đề nhá. x1 cách x2 nhé. x1 cách x2 này. Đấy nhá, là do mình đặt tên thôi. Đấy nhá, là edit nhá, giả sử mọi người mà quên nhá mà xóa hết cả hai lưới nhá. Edit thì này. Đấy nhá, nhớ tay nhiều trường hợp người vẽ xóa lưới là bình thường đấy nhá thì chúng ta vào mục edit nhá. Grid này. Grid rectangle nhá. Đó. Mình ấn enter luôn. Đấy thì nó sẽ về gốc 0 luôn nhá. Đấy, tự nó tạo lưới mà thuộc tính mà mình lưu rồi thì nó mới có nhá. Mình lưu rồi thì nó mới biết. Có chứ, có lưu nhớ lúc sau mình xóa rồi nó mất đúng không? Tốt nhất là mình nên lưu lại nhá. Đúng rồi này. Đây gõ vào đây lưu lại nhá. Gõ vào đây không? Gõ trực tiếp text vào đây. Nhá mọi người gõ text làm lưới 1 nhá. Đấy nhá, còn công cụ tạo lưới ở đâu thì là edit grid nhá. Ừ, ấn nó hình biểu tượng shape current property nhá. Đấy, nó có thuộc tính ý, sổ ra, mình chọn ra thôi nhá. Edit. Grid là cuộn chuột một tí ở đây này. Grid này. Grid rectangle grid nhá. Đầu tiên ý. Nhiều trường hợp ấy mọi người mà bật chế độ này ấy, chúng ta muốn khóa cái lưới mà chuẩn rồi nhá, là có công cụ khóa ở dưới nhá. Nhá. Ở mục user define attribute dưới cùng ấy, mọi người muốn đổi màu thì đổi biết ở trên nhá, thì cái đấy đơn giản, mọi người tự đổi nhá. Cái quan trọng vào cái mục user define attribute muốn khóa nhá, lắp vào yes này, dòng đầu tiên. Khóa lưới lại đúng không? Tránh trường hợp mà bị kéo mất hay là bị xóa mất nhá.
Thì có một khóa mới nhá, user defined, cuộn chuột xuống cuối cùng ấy, cuộn thanh trượt xuống cuối cùng, user defined attribute, lock là yes nhá, lock là yes, ok. Đấy, thì bây giờ chúng ta thử xóa xem có mất không. Đấy, nó báo ngay thông báo này, người bị khóa rồi đúng không? À, muốn sửa nhá, muốn sửa thì lock là yes nhá, set từ yes chuyển sang low nhá, đấy, set là low nhá, set nhá, đấy, thì lúc đấy mới có thể gì sửa được nhá. Nếu mà người lock rồi thì không sửa được cái gì đâu nhá, lock là yes rồi thì không sửa nhá, là phải để lock là low thì mới sửa được nhá. Đấy, bây giờ không muốn sửa thì gì? Để khóa lại, tránh trường hợp mà người để chế độ direct modify cái sản là người kéo lưới rất dễ bị kéo đấy nhá. Cái gì? Em kéo thử cái này trượt thành trượt đi, kích vào lưới đấy, trượt thành đi, dây trượt trái kéo đi, chưa khóa được nhá. Đấy, như thế nó chưa khóa được. Undo cái này á, em mở ra cùng nhìn đấy, cho em kéo lưới cái đi trượt khóa lưới rồi, là khi mình bật chế độ bật cái chế độ đây này, direct modify cái sản mình kích vào lưới ấy, thì nó không hiện lên cái màu xanh xanh nhá. Giả sử mọi người mà chưa khóa lưới kích vào này, nó sẽ thấy cái số này nhá, đấy là chưa khóa lưới nhá. Còn khóa rồi ấy, thì vào đây đấy, thì mình sẽ không nhìn thấy khi kích chuột trái vào modify. Nhớ modify nhá, trong chúng ta phải modify cho mới ok nhá. Chứ còn ok không là không tác dụng nhé. Modify ok nhé. Muốn sửa cái gì thì phải modify cho ok. Đấy đúng không? Thấy thách trượt mà gì? Nó không có hiện cái số lên. Thì là được. Ok chưa? Nhá. Đấy. Muốn sửa lưới thì lại phải bỏ yes đâu nhé. À, giới thiệu thêm một hai thuộc tính cơ bản nhé. Vào mục view nhé. À, chúng ta có mục generating. Có công cụ chuyển cho 3D mặt phẳng nhé. Đây. View nhé. Công cụ chuyển cho 3D mặt phẳng, thẻ view nhé. Chuyển 3D mặt phẳng, phím tắt là Ctrl P nhé. P phở ấy. Ctrl P. Đúng không ạ? Chuyển cho 3D mặt phẳng của 3D nhé. Trong cái view 3D, ta muốn chuyển. Ctrl P. À, điều hướng này, thì xoay chuột nhé, chúng ta chắc cơ bản rồi đúng không? Trong tên viết bao ấy, bên dưới nhé. Là Ctrl R. Đấy, phím tắt là Ctrl R nhé. Ctrl R này. Đấy, kích chuột trái vào một điểm, xong rồi dây chuột trái nhé. Đó. Kích chuột trái vào một điểm. Ctrl R ấy, kích chuột trái vào một điểm, xong rồi dây chuột trái. Để xoay view nhé. Đây, nó có dòng lệnh này. Đấy, nhưng bao giờ bên dưới này nó có báo lệnh nhé. Dưới cùng bên trái mọi người nhìn ấy. Pick the origin for view rotation. Đúng không? Đấy, kích vào một cái điểm nào đấy làm tim hay làm cái gì, cái điểm xoay đấy, xong rồi dây chuột trái để xoay nhé. Ctrl R kích chuột trái vào một điểm đấy, anh em làm thử đi nghe nhá. Mấy lệnh này cơ bản pen nhé, lệnh pen ấy. Lệnh pen là dây chuyển giống như bình thường thôi đúng không, giống như trong két thôi. Pen thì dây chuột trái nhé, pen phím tắt là P ấy. Đúng rồi, di chuột trái và di chuột giữa được, chuột trái và chuột giữa đều được nhé. Pen ấy. Pen thì chuột trái và chuột giữa nhé. Đấy, còn một vài lệnh zoom nữa, đấy mọi người zoom in này, cái chuột trái vào này, zoom out và thu nhỏ này, zoom origin là về góc nhé. Mấy lệnh zoom này, zoom previous là zoom về cái lệnh trước đấy này, zoom sĩ tật thì là chọn đối tượng vào thì nó sẽ zoom đến. Này mấy cái lệnh cơ bản này người thuộc nhé. Navigate thì là xoay với cả di chuyển sang ngang đúng không? Pan là sang ngang. Đấy, dây chuột trái nhé. Rotate bitmap này có hai lệnh nhé. Rotate bitmap nhé, kích chuột trái vào xong rồi dây chuột trái xoay nhé. Cách thứ hai là Ctrl chuột giữa nhé, cũng được. Ctrl này dí chuột giữa xuống xong rồi dây chuột nhé. Ctrl chuột giữa. Ctrl và dí phím chuột giữa xuống. Để xoay đúng không? Đấy, hai cái lệnh đấy, mọi người xoay nhá, được Ctrl R hoặc là Ctrl chuột giữa nhé. Ctrl và gì phím chuột giữa.
thang chôn và dí chuột sữa chuột. Ok, tiếp nhá. À, trường hợp mà cái lưới nó rất là to nha, đây ví dụ nhá. Lưới nó rất là to nhá, ở đây khóa mất lưới rồi. Thì chúng ta còn chuột phải nha, lệnh feedwork nhá. Chuột phải vào view nhá, tích chuột trái một lần vào view này. Không kích vào lưới nhá, chuột phải này, feedwork nhá. Đấy, để nó làm vừa cái vùng làm việc ý. Trên màn hình mọi người có vùng làm việc ý. Chuột phải, không kích vào lưới nhá. Kích chuột trái một lần vào view này, chuột phải, feedwork. Ở đây có vùng hơi mờ mờ ở đây này. Đúng rồi, tương căn feedwork đấy, nghĩa là làm vừa vùng làm việc vào toàn bộ mô hình. Dịch cái lệnh ra là thế nhá. Đấy, có vùng led đất đất ấy, đúng không? Trên máy ảnh thấy thôi. Đấy, đấy, mọi người đã quy ra trong kết này. Re-raw view là tái tạo lại màn hình nhá. Chuột phải, re-raw view, tái tạo nhá. Giống như F5 nhá. À, re-raw view tái tạo lại màn hình đúng không? Đấy, re-raw đấy, đúng không? Lệnh feedwork thì là để làm vừa vùng làm việc tới toàn bộ mô hình thôi. Anh ạ. Bây giờ để chúng ta thấy cái view nhá. Đây là view 3D đúng không? Chúng ta muốn tạo ra các view mặt phẳng này, chúng ta có một view nhá. View này, lưu view nhá. Along read line nhá, là tạo theo những cái lưới mà mình vừa định nghĩa. Mục view nhá. Tạo view nhá.